Hai, che giấu nương giữ là nhà cửa khiến các hữu tình giảm bớt sự chia lìa, đi đây đi đó nên sanh khởi. Nhà cửa kia được có ba chủng, hoặc do tạo làm, hoặc chẳng do tạo làm, hoặc cung điện hóa ra. Ba, mùa màng tươi tốt nương giữ vì các món ăn cho hữu tình nên sanh khởi. Bốn, an ổn nương giữ vì xa lìa giao gậy sát hại cho các hữu tình nên sanh khởi. Năm, mặt trời mặt trăng nương giữ vì khiến các hữu tình thấy được các sắc nên sanh khởi. 6. Thực nương giữ bao gồm 4 cách thực: A. Đoạn thực, B. Xúc thực, C. Ý tư thực, D. Thức thực, vì khiến các hữu tình gìn giữ thân mạng nên sanh khởi. 10 chủng thời gian, đó là thời, năm tháng, nửa tháng, ngày đêm, sát na. Đát sát na là phược, tư ho thích đà. 7 việc nhiếp thọ: 1. Việc cha mẹ, 2. Việc vợ con, 3. Việc nô tỳ nô bộc, 4. Việc anh em, quyến thuộc, bạn bè, quan chức, 5. Việc ruộng nhà, dinh phủ, 6. Việc phước nghiệp cùng việc phương tiện làm nghề nghiệp, 7. Việc kho chứa. 10 chủng vật dụng: 1. Ăn, 2. Uống, 3. Xe, 4. Y phục, 5. Đồ trang sức, 6. Ca múa, vui cười, 7. Hương xoa phấn bôi, 8. Các vật thường dùng, 9. Chiếu sáng, 10. Thọ hành của nam nữ. Có 10 chủng người thọ dục như trong A Cấp Mà đã thuyết, 8 thứ luôn tùy hành là các việc mà thế gian luôn luôn làm theo: một, sự che giấu; hai, việc trang điểm thân; ba, việc oai nghi dễ được; bốn, việc ăn uống; năm, việc ngủ nghỉ; sáu, việc gặp gỡ qua lại; bảy, việc thuộc về siêng năng; tám, việc thuộc về nói năng. Tám pháp thế gian là được chẳng được, khen chê, tán dương, giễu cợt, khổ vui. Ba phẩm là oán thân bình thường. Ba chủng thế sự: một, sự đàm luận ngôn ngữ hiện tướng chúc mừng an ủi; hai, sự dựng vợ gả chồng khách chủ hiện tướng ăn uống; ba, ở trong lúc phát khởi làm chủng chủng việc hiện tướng trợ giúp sự nghiệp. Ba chủng lời nói: một, lời nói có pháp là lời nói chán lìa, xa lìa các triền cái trói buộc, hướng đến sự vui vẻ đẹp lòng như kinh đã nói rộng; hai, lời nói không pháp là tâm nhiễm ô, nói những chuyện ăn uống; ba, lời nói còn lạ là do tâm vô ký mà khởi nói năng. 22 chủng phát phẫn nộ: 1. Đau, đau non; 2. Cần thiếu; 3. Thù giả dối; 4. Phương tiện sinh sống tà nghiệp; 5. Chống đối tranh giành; 6. Nhạo báng khinh khi; 7. Phản bội; 8. Tranh tụng; 9. Mắng chửi; 10. Phẫn nộ; 11. Của trách; 12. Chèn ép; 13. Đánh đập; 14. Giết hại; 15. Trói cột; 16. Giam cầm; 17. Cắt đứt; 18. Đuổi bỏ; 19. Nịnh hót; 20. Dối trá; 21. Ém tài; 22. Vọng ngữ. 62 chủng loại hữu tình: 1. Na lạc ca, 2. Bảng xanh, 3. Quỷ, 4. Trời, 5. Người, 6. Sát đế lợi, 7. Bà la môn, 8. Phệ xá, 9. Thủ đà la, 10. Nữ, 11. Nam, 12. Bán nam bán nữ, 13. Hèn kém, 14. Trung bình, 15. Giỏi, 16. Tại gia, 17. Xuất gia, 18. Khổ hạnh, 19. Chẳng phải khổ hạnh, 20. Luật nghi, 21. Không luật nghi, 22. Không luật nghi, không phải không luật nghi, 23. Ly dục, 24. Chưa ly dục, 25. Nhóm tà tánh định, 26. Nhóm tránh tánh định, 27. Nhóm bất định, 28. Bí xô, 29. Bí xô ni, 30. Chánh học, 31. Sa di, 32. Sa di ni, 33. Cận sự nam, 34. Cận sự nữ, 35. Người tập đoạn trừ, 36. Người tập đọc tụng, 37. Người tịnh thí, 38. Người già, 39. Trung niên, 40. Thiếu niên, 41. Bậc thầy mô phạm, 42. Thân giáo sư, 43. Đệ tử cộng chú và đệ tử cận trụ, 44. Tân khách, 45. Người lo việc tăng, 46. Người tham lợi dưỡng cung kính, 47. Người chán lìa, 48. Người đa văn, 49. Người đại phước trí, 50. Người tùy thuận chánh pháp tu hành, 51. Người trì kinh, 52. Người trì luật, 53. Người trì luận, 54. Người dị sanh, 55. Người kiến đế, 56. Người hữu học, 57. Người vô học, 58. Thanh văn, 59. Độc giác, 60. Bồ tát, 61. Như lai, 62. Chuyển luân vương. Chuyển luân vương lại có 4 chủng: hoặc vua của một châu, hoặc vua của 2, 3, 4 châu. Vua của một châu có bánh xe sắt hiện, vua của 2 châu có bánh xe đồng hiện, vua của 3 châu có bánh xe bạc hiện, vua của 4 châu có bánh xe vàng hiện. 8 vị: 1. Vị ở trong thai là giai đoạn yết la lam; 2. Vị xuất thai là từ giai đoạn đây về sau cho đến già 80-90 tuổi;
Ba, vị ảnh nhì là giai đoạn từ lúc xuất thai cho đến chưa có thể đi chơi đùa. 4. Vị đồng tử là giai đoạn có thể chơi đùa. 5. Vị thiếu niên là giai đoạn có khả năng thọ dụng dục trần cho đến 30 tuổi. 6. Vị trung niên là giai đoạn từ 30 tuổi cho đến 50 tuổi. 7. Vị lão niên là giai đoạn từ 50 tuổi cho đến 70 tuổi. 8. Vị nạo thục là giai đoạn từ 70 tuổi trở lên. 4. Cách nhập thai. 1. Tránh biết nhập nhưng không tránh biết trụ thai và xuất thai. 2. Tránh biết nhập thai trụ thai nhưng không tránh biết xuất thai. 3. Trụ nhập xuất đều tránh biết. 4. Trụ nhập xuất đều chẳng biết. Cách nhập thai thứ nhất là luân vương, thứ hai là độc giác, thứ ba là bồ tát, thứ tư là hữu tình còn lại. 4. Loại oai nghi là đi đứng nằm ngồi, 6. Cách sinh nhai. 1. Việc nhà nông, 2. Việc thương mại, 3. Việc chăn nuôi, 4. Việc vua, 5. Việc tập học thơ toán, sổ sách và in ấn, 6. Việc tập học các nghề nghiệp công sở khác. 6. Chủng thủ hộ. 1. Lính đánh bằng voi, 2. Lính đánh bằng ngựa, 3. Lính đánh bằng xe, 4. Lính đánh bộ, 5. Sức mạnh của kinh tế, 6. Sức mạnh của các nước đồng minh khác. 7. Chủng khổ. 1. Sanh khổ, 2. Lão khổ, 3. Bệnh khổ, 4. Tử khổ, 5. Oán ghét nhau, oán ghét nhau gặp nhau khổ, 6. Thương yêu mà chia lìa khổ, 7. Cầu chẳng toại khổ. 7. Chủng mạn. 1. Mạn, 2. Quá mạn, 3. Mạn quá mạn, 4. Ngã mạn, 5. Tăng thượng mạn, 6. Ti liệt mạn, 7. Tà mạn. 7. Chủng kiêu căng. 1. Kiêu do không bệnh, 2. Kiêu do thiếu niên, 3. Kiêu do trường thọ, 4. Kiêu do dòng họ, 5. Kiêu do khỏe đẹp, 6. Kiêu do phú quý, 7. Kiêu do đa văn. 4. Cách nói năng. 1. Nương thấy mà phát lời nói, tức là nương mắt hiện thấy các sắc bên ngoài nên vì người nói. 2. Nương nghe mà phát lời nói, tức là nghe âm thanh từ người nên vì người nói. 3. Nương hiểu mà phát lời nói, tức là không nương thấy nghe, chỉ do tự tư duy tương ưng quán sát phù hợp nên vì người nói. 4. Nương biết mà phát lời nói, tức là bên trong tự có chỗ thọ, chỗ chứng, chỗ xúc, chỗ đắc mỗi mỗi riêng biệt nên vì người nói. Có câu, có nhiều cách nói. Đây cũng gọi là giải thích từ ngữ, cũng gọi là câu hí luận, cũng gọi là câu nhiếp nghĩa. Hết thể loại như vậy có rất nhiều sai khác. Lại các chữ mẫu, nhiếp cùng nhiếp các nghĩa cũng gọi là câu có nhiều cách nói. Như các chữ địa, căn, cảnh, pháp, bồ đặc, giả, na, tự tánh, sai biệt, tác dụng, mình, người, có, không, hỏi đáp, giữ, cho, tránh tánh, tả tánh. Lại có các chữ như lắng nghe, ngăn cấm, công đức, quá thất, được, mất, chẳng được, khen chê, khổ vui, xương tán, diễu cợt, cứng rắn, mềm mại, trí tối, trì trệ, trợ bạn, thị hiện, dạy dẫn, hiếu đạo, khích lệ, an ủi. Lại câu có 7 cách nói, tức là 7 câu biến cách như bổ lư sa, bổ lư sa, bổ lư tế nà, bổ lư sa ta, bổ lư sa gia, bổ lư sát xá, bổ lư sở. Lại có các câu thi thiết, giải gian, tiêu tướng, tịch, hơi thở, tỏ rõ, quy tắc, an lập, tích tập, quyết định, việc cưới gả, kinh hãi, đầu, giữa, cuối. Lại có các câu tưởng dòng họ, ngôn thuyết lập tông, thành biện thọ dụng, tầm cầu thủ hộ, xấu hổ, lân mẫn, kham nhẫn, bố ý, giản trạch. Lại có các câu cha mẹ, vợ con, tất cả vật dụng, vì và sanh lão cho đến chỗ cầu công toại, sầu thán thiếu niên, không bệnh trường thọ, thường hội họp nhất xa lìa, muốn được toại, muốn không được toại, đến đi ngoài nhìn hoặc co hoặc duỗi, đi đứng ngồi nằm, tỉnh ngộ yên lặng, thức giấc nghỉ ngơi. Lại có các câu ăn uống nhai nếm thường xuyên tập, không thường xuyên tập, phóng dật không phóng dật, rộng lược tăng giảm, tầm tứ phiền não, tùy phiền não, hí luận lìa hí luận, sức yếu sở thành, năng thành, lưu chuyển, quyết định khác, tương ứng thế tốc, thứ lớp, thời, phương, số, hòa hợp, không hòa hợp, tương tự, không tương tự. Lại có các câu lẫn tạp, cùng có, hiện thấy, chẳng hiện thấy, ẩn hiện. Lại có các câu năng tác, sở tác, pháp luật, thế sự, tư sanh, trần vọng, lợi ích, không lợi ích, cố tùy, nghi ngờ, do dự, kinh quái. Lại có các câu khiếp nhược, vô úy, hiển rõ, không hiển rõ, sát hại, trói buộc, cấm ngăn, đoạn tiệt, đuổi bỏ. Lại có các câu mạ lị, phẫn nộ, đánh đập, bức hiếp, của trách, thiêu đốt, nấu khô, khuất phục,
Vô trưởng, thánh giáo theo đuổi do lượng. Quyển 3 thứ 2 ý địa phần 3. Lại nữa, trước đã thuyết năm sự từ tự tánh cho đến tác nghiệp, nên biết đều do ba xứ thu nhiếp, đó là một do tụ sắc, hai do phẩm tâm tâm sở, ba do vô vi, còn lại là các pháp giả có. Một do các pháp tụ sắc, hỏi tất cả pháp sanh đều từ tự chủng tử mà khởi, sao lại nói các đại chủng năng sanh, các sắc sở tạo? Sao nói là các sắc sở tạo nương tựa đại chủng? Sao nói đại chủng là chỗ kiến lập, đại chủng là chỗ giữ gìn, đại chủng là chỗ trưởng dưỡng các sắc sở tạo? Đáp: do tất cả đại chủng trong ngoài và chủng tử của sắc sở tạo đều nương tựa tâm tương tục bên trong, cho đến chủng tử các đại. Nếu chưa sanh các đại thì chủng tử các sắc sở tạo chọn không thể sanh các sắc sở tạo. Cần yếu do đại chủng sanh thì các sắc sở tạo mới từ tự chủng tử được sanh. Cho nên nói các đại chủng năng sanh các sắc sở tạo phải do đại chủng sanh làm tiền dẫn. Do đạo lý đây nên nói các đại chủng làm nhân sanh các ác sở, các sắc sở tạo. Sao nói các sắc sở tạo nương tựa đại chủng? Do các sắc sở tạo đã sanh chẳng lìa đại chủng xứ mà chuyển. Sao nói đại chủng là chỗ kiến lập các sắc sở tạo? Do đại chủng tồn giảm hay tăng thêm thì các sắc sở tạo cũng theo đó mà bị nguy hại hay là trụ an ổn. Sao nói đại chủng là chỗ giữ gìn các sắc sở tạo? Nếu nương theo đại chủng thì lượng chẳng bị hoại. Sao nói đại chủng là chỗ trưởng dưỡng các sắc sở tạo? Do nhân ăn uống ngủ nghỉ, tu tập phạm hạnh và tam ma điện nên tạo sắc lại tăng trưởng gấp bội. Cho nên nói đại chủng là nhân trưởng dưỡng tạo sắc. Tóm lại, các đại chủng lược có 5 chủng tác dụng đối với các sắc sở tạo. Lại nữa, ở trong tụ sắc chưa từng do cực vi sanh. Nếu lúc từ tự chủng từ sanh chỉ là tập hợp mà sanh, hoặc nhỏ, hoặc vừa, hoặc lớn, lại chẳng phải cực vi tích tập thành tụ sắc, mà chỉ do huệ hiểu biết phân tích các sắc đến giới hạn nhỏ nhất, lấy đây phân biệt giả lập làm cực vi. Lại tụ sắc cũng có phương hướng phần vị, cực vi cũng có phương hướng phần vị, nhưng tụ sắc có phân chia cực vi thì không. Vì cớ sao? Do cực vi tức là phần nhân chia, phần phân chia của tụ sắc thuộc sở hữu của tụ sắc, chẳng thể cực vi lại phân chia thành cực vi khác, cho nên cực vi không có sự phân chia. Lại không tướng lìa có 2 chủng, một cùng một xứ không lìa nhau, đó là đại chủng cực vi cùng với sắc hương vị xúc ở nơi không căn cứ, không căn xứ có cái ly căn, ở nơi có căn xứ có cái hữu căn. Đây gọi là cùng một xứ không lìa nhau, hai hòa lẫn không lìa nhau, đó là đại chủng cực vi và các tụ sắc năng tạo sở tạo khác đồng hòa hợp. Đây gọi là hòa lẫn không lìa nhau. Lại sắc đây tích tụ ở khắp nơi, như chủng chủng vật hiện có, thế như đá mài thành bột, lấy nước trộn lại, hai loại hòa lẫn nhau, không lìa nhau, không phải như mè trộn với đậu, thóc, lúa. Lại tất cả sắc sở tạo đều nương nơi đại chủng xứ mà được tạo thành, không vượt qua giới hạn của đại chủng, cho đến đại chủng nương tựa nơi nào thì các sắc sở tạo trở lại nương tựa nơi ấy. Do nhân duyên đây nên nói các sắc sở tạo nương nơi đại chủng, cũng lấy nghĩa đây nên các đại chủng được gọi là đại chủng, vì đại chủng đây tánh to lớn và là hạt giống sanh sản vậy. Lại nữa, ở trong các tụ sắc được có 14 chủng sự khác nhau, bao gồm đất, nước, gió, lửa, sắc, thanh, hương, vị, xúc và 5 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, trừ sắc sở hành của ý. Và 5 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chỉ trừ sắc sở hành của ý. Tất cả tụ sắc nhiếp thừa các căn hữu sắc cũng có tất cả như chủng sự giới đã thuyết. Như tụ nhiếp thừa các căn hữu sắc thì tụ nhiếp thừa các căn hữu sắc sở y đại chủng vậy. Sở y đại chủng cũng vậy, các tụ sắc còn lại trừ các căn hữu sắc chỉ còn giới. Lại trong phạm vi nhiếp thuộc lẫn nhau thì có 14 sự do nhiếp lẫn nhau đây mà lập ra sự cực vi. Nếu trong phạm vi nhiếp thuộc giới thì tùy theo tụ đây mà có giới riêng khác, tức nói tụ đây nhiếp sự như thế.
Nếu trong phạm vi nhiếp thừa khung liền nhau, chỗ có các tụ hoặc trong hoặc ngoài, thì tùy theo ở trong tụ đây cho đến có được pháp tướng như vậy, tức nói hữu tụ đây như nhiếp sự như thế. Vì cớ sao? Vì có hữu tụ bên trong chỉ có một đại chủng khả đắc, như trong tu mạt ni, như trong tụ mạt ni trân châu lưu ly khả vố hổ phách, hoặc trong tụ ao hồ kênh rạch sông suối, hoặc trong tụ lửa ngọn đèn đèn đuốc, hoặc trong tụ gió thổi bốn hướng gió có bụi gió không bụi, hoặc có tụ bên trong có hai đại chủng khả đắc như trong tụ tuyết ẩm ướt cây lá hoa quả, hoặc như trong tụ mạt ni nóng, hoặc có tụ bên trong có ba đại chủng khả đắc như trong tụ sức nóng của cây hoặc dao động, hoặc có tụ bên trong có ba đại chủng khả đắc như ở trong tụ nội sắc như đức bạc già phạm thuyết, trong mỗi phần riêng khác của thân hoặc tóc lông cho đến phấn huế là nội địa giới, hoặc tiểu tiện là nội thủy giới, hoặc trong thân có hơi ấm là nội hỏa giới, và hơi thở lên là nội phong giới. Như vậy nếu ở trong tụ đây mà tướng kia khả đắc thì nói tướng kia là có, nếu tướng kia chẳng khả đắc thì nói tướng kia là không. Lại nữa, thành ở trong tất cả tụ sắc nương giới nên nói là có, tướng thì chẳng định được do phương tiện hiện tại mà sanh vậy. Gió có hai chủng, thường hằng tương tục và không thường hằng tương tục. Thường hằng tương tục tức là ở tụ nào đó có gió xoáy hằng chuyển. Không thường hằng tương tục tức là gió xoáy và gió di chuyển trong hư không. Lại sắc tối và sắc sáng gọi là không giới và lỗ hở. Lại sắc tối thường hằng tương tục là thế giới trung gian. Không thường hằng tương tục là ở các xứ còn lại. Lại sắc sáng thường hằng tương tục là ánh sáng tự nhiên của bầu trời, không thường hằng tương tục là các xứ còn lại. Lại sắc sáng tối nên biết tức là ở tụ hiển sắc tăng giảm vậy, do nương vào công năng trùng tử của tụ sắc. Nếu khi gặp duyên tương tạo hoặc tụ nhỏ không gián đoạn thì tụ lớn sanh, hoặc tụ lớn không gián đoạn thì tụ nhỏ sanh. Do nhân duyên đây nên lập ra các tụ có tăng có giảm. Như kinh nói, bền chắc nhiếp, cận nhiếp chẳng phải cận nhiếp chấp thọ cho đến nói rộng. Sao gọi là bền chắc? Đó là đất địa. Sao gọi là bền chắc nhiếp? Là chủng tử của đất. Lại bền chắc ấy tức là giới của đất, bền chắc nhiếp tức là hoặc tóc lông hoặc đất cục. Sao gọi là cận nhiếp? Là có chấp thọ. Sao gọi là chấp thọ? Là nhiếp thuộc bên trong. Sao gọi là chẳng phải cận nhiếp? Là không chấp thọ. Sao gọi là không chấp thọ? Là nhiếp thuộc bên ngoài. Lại tâm tâm sở, chỗ chấp giữ chủng tử gọi là cận nhiếp, gọi là chấp thọ. Trái với tướng đây gọi là chẳng phải cận nhiếp, không gọi gọi là không chấp thọ. Lại chuyển chuyển theo đuổi tự thân gọi là cận nhiếp. Chấp thọ như trước đã nói, như địa thủy giới nên biết lý cũng vậy. Lại nữa, ở trong tất cả tụ sắc và tất cả thời đều có đầy đủ tất cả đại chủng giới như củi khô hiện thấy ở thế gian, nếu đem cọ sát lẫn nhau sẽ phát sinh lửa, hoặc lấy đá cọ sát nhau cũng sinh ra lửa, hoặc đồng thiếc vàng bạc đốt trên lửa nhiệt độ cao liền chảy tan thành nước, hoặc từ châu nguyệt ái nước chảy ra. Lại người đã đắc thần thông do lực thắng giải của tâm có thể biến đại địa thành vàng bạc. Lại tụ sắc có ba chủng tử lưu truyền: một trưởng dưỡng, hai đẳng lưu, ba dị thục sanh. Trưởng dưỡng có hai chủng: một xứ biến khắp trưởng dưỡng, hai tướng tăng thạnh trưởng dưỡng. Đẳng lưu có bốn chủng: một trưởng dưỡng đẳng lưu, hai dị thục đẳng lưu, ba biến đổi đẳng lưu, bốn tự tánh đẳng lưu. Dị thục sanh có hai chủng: một thể dị thục sanh gọi là dị thục sanh, hai từ dị thục sanh cũng gọi là dị thục sanh. Lại các tụ sắc, nếu lược thuyết thì nương sáu xứ mà chuyển, bao gồm kiến lập xứ, ngăn che xứ, vật dụng xứ, căn sở y xứ, căn xứ và tam ma địa sở hành xứ. Hai do phẩm tâm tâm sở. Trong phẩm tâm tâm sở có tâm khả đắc và 53 tâm sở khả đắc, đó là tăng ý, xúc, thọ, tưởng,
tu dục thắng giải niệm tam ma địa, tuệ tín tam quý, không tham, không sân, không si, tinh tấn khinh an, vô phóng dật giả bất bại, tham khỏe vô minh mạn kiến nghi, phẫn hận phú não tật san cuống xiểm kiêu hại, không tàm không quý, hôn trầm trạo cử, bất tín giải đãi phóng dật, tà dục tà thắng giải, vọng niệm tán loạn, không tránh biết, ác tác thủy miên tầm tứ. Hỏi các tâm sở như vậy, bao nhiêu tâm sanh nương tất cả xứ, tất cả địa, tất cả thời, tất cả đã có năm tâm, đó là tác ý xúc thọ tưởng tư. Hỏi bao nhiêu tâm sanh nương tất cả xứ, tất cả địa, chẳng phải tất cả thời, chẳng phải tất cả đã cũng có năm, đó là dục thắng giải niệm tam ma địa tuệ. Hỏi bao nhiêu tâm sanh chỉ nương thiện, chẳng phải tất cả xứ, nhưng tất cả địa, chẳng phải tất cả thời, chẳng phải tất cả đáp, đó là tín tam quý, không tham, không sân, không si, tinh tấn kinh an, không phóng dật, xả không hại. Hỏi bao nhiêu tâm sanh chỉ đường bất thiện, chẳng phải tất cả xứ, chẳng phải tất cả địa, chẳng phải tất cả thời, chẳng phải tất cả đáp, đó là tham khỏe vô minh, mạn kiến si, phẫn hận phú não tật sam cuống xiểm kiêu hại, không tàm không quý, hôn trầm trạo cử, bất tín giải đãi, phóng dật, tà dục, tà thắng giải, vọng niệm tán loạn, không tránh biết. Hỏi, bao nhiêu tâm sanh chỉ nương tất cả xứ, chẳng phải tất cả địa, chẳng phải tất cả thời, chẳng phải tất cả. Đáp, đó là ác tác thủy miên tầm tứ, lại nữa căn không bị hư hoại, cảnh giới hiện ở trước, khỏi tác ý đúng lúc, bây giờ từ kia, thức mới được sanh. Sao gọi là căn không bị hư hoại? Có hai chủng nhân, một không bị hư hoại, hai không bị yếu kém. Sao gọi là cảnh giới hiện ở trước? Hoặc do sở y xứ, hoặc do tự tánh, hoặc do phương, hoặc do thời, hoặc do hiển rõ, không hiển rõ, hoặc do toàn phần và một phần, hoặc không bị chủng tướng làm chướng ngại, hoặc không ở quá xa. Bốn chủng chướng là chướng ngăn che, chướng ẩn khuất, chướng ánh sáng bị đoạt mất, chướng mờ ảo, quá xa. Có hai chủng, đó là nơi trốn quá xa và tổn giảm quá xa. Sao gọi là khởi tác ý đúng lúc? Do bốn nhân: một, do lực muốn; hai, do lực nhớ nghĩ; ba, do lực cảnh giới; bốn, do lực huân tập rất nhiều. Do lực muốn, nếu đối với cảnh giới mà tâm có ái trước thì tâm đối với kia sẽ nhiều tác ý. Do lực nhớ nghĩ, nếu đối với cảnh giới đã nắm lấy tướng, đã nghĩ tưởng rất nhiều thì tâm đối với kia sanh nhiều tác ý. Do lực cảnh giới, nếu cảnh giới hoặc rất rộng lớn hoặc rất đẹp ý hiện ở trước thì tâm đối với kia sanh nhiều tác ý. Do lực huân tập rất nhiều, nếu đối với cảnh giới đã thường xuyên tập quen rất nhiều, đã biết rõ ràng tất cả, tức là tâm đối với kia sanh nhiều tác ý. Nếu khéo đây thì đối với một cảnh sở duyên trong tất cả thời chỉ sanh một tác ý. Lại không phải năm thức thân có hai sát na tương ứng cùng sanh, cũng không phải triền chuyển không gián đoạn thay đổi lẫn nhau mà sanh. Lại một sát na của năm thức thân sanh rồi tiếp tục không gián đoạn thì ý thức sanh. Từ đây không gián đoạn, nếu có tán loạn thì hoặc nhĩ thức sanh, hoặc trong năm thức thân sẽ có một thức sanh. Nếu không tán loạn, trong tâm ý thức thứ hai quyết định sanh. Do hai ý thức tầm cầu và quyết định đây nên có sự phân biệt cảnh giới. Lại do hai chủng nhân là phân biệt và chỗ dẫn trước mà sanh nhiễm ô hoặc thiện pháp, trong sở hữu ý thức thì đầy đủ cả hai chủng nhân ở trong năm thức, thì chỉ có chỗ dẫn trước vì cớ sao? Do ý thức nhiễm ô và lực dẫn thiện từ đây không gián đoạn ở trong nhãn thức cho đến thân thức sanh nhiễm, nhạch sanh nhiễm ô và thiện pháp chẳng do phân biệt. Vì năm thức thân không phân biệt vậy, do đạo lý đây nên nói nhãn thức cho đến thần thức theo ý thức mà chuyển, như kinh nói khởi một tâm hoặc nhiều tâm. Sao gọi là đây ăn lập một tâm? Một sát na tâm là nói theo thế tục, chẳng phải sát na sanh khởi. Sao gọi là một sát na tâm nói theo thế tục? Là một xứ làm chỗ nương đối với một cảnh giới sự việc,
có sự liễu biệt danh. Tất cả thời gian ấy gọi là một sát na tâm. Lại giống như tương tục, lại giống nhau tương tục, thì cũng là một, vì niệm thứ hai rất giống niệm thứ nhất. Lại khi ý thức nhận vận theo tán loạn, không xuyên suốt duyên cảnh, thời không muốn sanh, ngay lúc ấy ý thức được gọi là rơi vào tâm thoạt hiện. Nếu năm thức thân không gián đoạn, duyên cảnh quá khứ, tức sanh ý thức hoặc tầm cầu hoặc quyết định. Nhưng đây chỉ nói duyên cảnh hiện tại, tức năm thức, đây duyên cảnh, tại thời điểm đó sanh ý thức. Lại tiếng chung của thức là năng liễu biệt các sự. Được chỗ chỗ liễu biệt cảnh tướng được phân biệt, và chỗ liễu biệt cảnh tướng được nhận biết gọi là tác ý, tức vừa ý không vừa ý, hoặc ở giữa hai là do sự phân biệt của xúc, tức nhiếp thọ tổn hại, hoặc ở giữa hai là do sự phân biệt của thọ, tức nhân tướng nói năng là do sự phân biệt của tưởng, tức nhân tướng hành tà chánh ở giữa hai là do sự phân biệt của tư. Như vậy nên nói tác ý, xúc thọ tưởng tư gọi là pháp sở hữu của tâm, khắp tất cả xứ, tất cả địa, tất cả thời, tất cả sanh. Tác ý là gì? Là tâm hồi chuyển. Xúc là gì? Là ba hòa hợp. Căn cảnh thức. Thọ là gì? Là lãnh nạp. Tưởng là gì? Là biết rõ ảnh tượng. Tư là gì? Là tâm tạo tác. Dục là gì? Là sự vui thích rồi theo đó mà làm, dục có tánh hành động. Thắng giải là gì? Là đối với sự việc quyết định rồi theo đó mà làm, tánh năng tùy thuận. Niệm là gì? Là xuyên suốt, suyết tập, quen đối với sự việc, rồi theo đó mà làm, tánh ghi nhớ rõ ràng. Tam ma niệm là gì? Là đối với những sự việc được quan sát rồi theo đó mà làm, tánh xem xét sâu một cảnh tâm sở y. Tuệ là gì? Tức ở nơi sự việc quan sát rồi theo đó mà làm, tánh chọn lọc các pháp, hoặc do như lý dẫn dắt, hoặc do không như lý dẫn dắt, hoặc do không như lý chẳng phải không như lý dẫn dắt. Tác ý tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp dẫn dắt tâm. Xúc tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp làm chỗ nương của thọ tưởng tư. Thọ tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp làm chỗ nương của sự yêu thích. Tưởng tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp đối với sở duyên khiến tâm phát khởi trùng trùng lời nói. Tư tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp khiến phát khởi tâm tứ, thân ngữ nghiệp. Dục tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp phát động. Thắng giải tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp đối với sở duyên giữ gìn công đức quá thất. Niệm tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp nhớ nghĩ đối với việc đã suy nghĩ, đã làm, đã nói từ trước. Tam ma địa tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp làm chỗ nương của trí. Tuệ tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp đối với sở hành lý luận nhiễm ô hoặc thanh tịnh, thuận theo thúc đẩy tìm hiểu.